cháu nghe như hòa minh mai phương thúy một bên cao quá phải diện dày bệt một bên chiều cao khiêm tốn tậu toàn cà kheo. mai phương thúy được khen tinh tế khi diện dày thấp để không lấn lướt người khác um, hồng bên hòa minh di nỗ lực cải thiện chiều cao bằng những đôi guốc hàng chục phân chiều cao khác biệt nhưng đôi mỹ nhân có chung sở thích mê gái đẹp Ôi, xinh đẹp tuyệt Đây là khuôn mặt được thiên sứ hôm qua có phải không? Mặc dù chơi chung với rất nhiều hoa, á hậu, song Hòa Minji lại chưa từng chung khung hình với Mai Phương Thúy. Sở dĩ hai nữ nghệ sĩ được netizen gom chung với nhau vì có điểm tương đồng là rất mê gái đẹp, song chiều cao lại hoàn toàn trái ngược, cách chọn giày dép để mang đi sự kiện cũng kiểu một trời một vực. So sánh Hòa Minji và Mai Phương Thúy thì không thể tránh được hai từ chéo ngoài, bên cao thì cao quá, bên thấp lại thấp quá. Được biết, theo số liệu chia sẻ trên mạng xã hội thì Hòa Minji có chiều cao khá khiêm tốn, chỉ 1m55. Một số netizen cho rằng đó là còn làm tròn lên rồi, chẳng thế mà mỗi lần dự sự kiện, Hòa Minji lại khổ sở chọn cho mình một đôi cà kheo để đi cho bằng chị bằng em. Đức Phúc và Eric từng ngỡ ngàng bật ngửa khi mục sở thị đôi guốc cao hàng chục phân của người chị. Tại một sâu thời trang, Hòa Minji để mặc được chiếc đầm công chúa đã phải cất công gọt bớt chân váy tới 50 phân, sau đó còn mang thêm đôi gộc cao vài chục phân. Nỗ lực như thế nhưng Hòa cũng chỉ cao gần bằng các hoa hậu khác khi chung khung hình như Đoàn Thiên Ân hay Tiểu Vi. nhìn chung đối với Hòa Minzy, chuyện ganh đua chiều cao là một trong những vấn đề không thể bỏ qua mỗi khi dự sự kiện, ít nhiều gì cũng phải ăn gian chút ít. Trong khi Hòa Minzy khổ sở gọt váy, mang cả kheo để cao bằng chị bằng em thì Mai Phương Thúy lại vất vả tìm mọi cách giảm bớt chiều cao của mình xuống, sở hữu chiều cao hơn mét m 8 Mai Phương Thúy không ít lần như biến thành người khổng lồ khi đứng với các sao nữ khác, nếu đứng chung với Hòa minji chắc chắn cũng sẽ cao hơn cả cái đầu tính cả vụ giày dép nhận thức được chiều cao khủng của mình mai phương thúy khi dự sự kiện hay đứng chung với người khác thường sẽ chọn những mẫu giày thấp nhất có thể đi ăn cưới mizu mà cô cũng dáng diện đôi sang đan đế bệt bất chấp các người đẹp khác đều mang những đôi giày cao gót khoe dáng thướt tha một phần là để thoải mái trong việc đi lại phần khác cũng để bản thân không quá lấn lướt cô dâu cũng như dàn người đẹp xuất hiện tại lễ cưới tinh tế như thế này thì mai phương thúy xứng đáng có 10 người yêu mặc dù chiều cao có hơi trái ngược lẫn nhau cách chọn giày dép cũng không chung hướng song hòa minji và mai phương thúy lại có điểm chung làm netizen vô cùng thích thú đó là rất mê gái đẹp hòa minh thân thiết với rất nhiều người đẹp trong showbiz vậy nên cô thỏa sức ngắm gái sinh còn có thể xả nẹo với người ta mấy ai mà có thể dễ dàng sờ mó được các nàng hậu đình đám như đoàn thiên ân hay tiểu vi thậm chí là ôm eo choàng vai thân thiết hay đi coi sâu thời trang fan cũng phải nhắn idol tém lại vì hết nắm tay hai mỹ nữ ngồi hai bên lại ngước lên sân khấu liên tục khen đẹp quá đẹp quá đúng là mê gái sinh có đầu thai cũng không hết mà mai phương thúy cũng như vậy chị ta đẹp nhưng chị ta càng mê gái đẹp hơn tôi rất mê gái đẹp mỹ nhân mê một cách công khai không kiểm lại được nhiều lúc tôi thấy mình cứ đi khen người ta nhiều như thế cũng mất giá mai phương thúy từng chia sẻ đúng là mai phương thúy cũng có ngại cũng có tém lại xíu nhưng đều không đáng kể vì chị ta mà dự trung sâu với gái xinh là chỉ có mê mê mà thôi